Gonna be a goal here. Oh, what a strike! What a strike from the captain. You can see what it means to the teammates and to Callisto. Tới phút 90 cộng rồi, mình chỉ đã mình có lực và đã căng điểm chuẩn vào cái vị trí đó. Chứ nếu mà thật sự mà nếu mà không có bàn thắng đó thì chúng ta đi vào hiệp phụ thì cũng rất là khó khăn. Mình quá hạnh phúc là dân chào nữa kìa. Thì nó cũng là đem về cái chức vô địch cho đội tuyển Việt Nam sau gần 60 năm. Nguyễn Minh Phương đến với bóng đá chuyên nghiệp từ rất sớm. 18 tuổi, anh đã là thành viên của câu lạc bộ danh tiếng Cảng Sài Gòn. Đó là một trong ba đội mà anh khoác áo xuyên suốt sự nghiệp kéo dài 17 năm của mình. Minh Phương là tiền vệ tài năng, cụm từ tài năng gắn liền với những danh hiệu đáng mơ ước. 4 chức vô địch V-League, một lần lên đỉnh Đông Nam Á cùng đội tuyển Việt Nam và giành quả bóng vàng. Nếu mà cùng thời với Minh Phương hoặc là các anh lớn thì mới biết vấn đề cái Minh Phương vào cái năm mà từ cảng Sài Gòn chuyển về Đồng Tâm Long An. Phải nói có lẽ là lịch sử của bóng đá Việt Nam là đầu tiên là có Minh Phương đi con đường đó. Tại vì thời trước đó là có vấn đề hợp đồng lao động và cái hợp đồng chuyên nghiệp giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì chưa có vấn đề là gọi rõ ràng lắm. Thì các bạn cũng thấy tại sao bây giờ những cầu thủ là có những cái phí lót tay, phí chuyển nhượng. Thì cái thời điểm đó là Minh Phương là người đầu tiên, và lúc đó là khoảng 400 triệu. Thì Long An bỏ ra 400 triệu để mua Minh Phương về. Để mua Minh Phương về trong cái hợp đồng khoảng là từ 3 đến 5 năm. Năm 2003, từ cảng Sài Gòn chuyển đến gạch Đồng Tâm Long An, Minh Phương có cơ hội làm việc cùng huấn luyện viên lừng danh Henrique Calisto. Ít ai biết rằng, chính chiến lược gia người Bồ Đào Nha là người đưa Minh Phương từ vị trí hậu vệ về vị trí sở trường, tiền vệ trung tâm, nơi mà Minh Phương gây dựng nên thương hiệu của mình. Khi mà Minh Phương về gặp Đồng Tâm Long An á, thì ông Calisto hay bố trí Minh Phương đá tiền vệ trung tâm và thêm cả có thời điểm đá tiền vệ phải nữa. Thì thời điểm đó tôi nhớ Minh Phương ghi rất là nhiều bàn thắng cho gặp Đồng Tâm Long An. Hầu như mùa nào anh Minh Phương ghi cũng dĩ nhiên không thể so với những tiền đạo được, nhưng mà nếu mà so với một tiền vệ thì cái số bàn thắng của anh Phương ghi là đúng, thực sự đúng là cũng là đáng ghi nhận. Phải nói thì cái mùa giải 2004 thì Minh Phương được vào thi đấu ở tiền vệ trung tâm. Phải nói cái năm đó cũng là một cái bước ngoặt, hầu như là cầu thủ nội là Minh Phương ghi nhiều bàn thắng nhất vào năm đó. Năm 2004 là Minh Phương nhớ là Minh Phương rất là rõ là Minh Phương ghi được 9 bàn, mà truyền cũng rất là nhiều bàn. Phải nói cái năm đó là cái năm mà đẹp nhất, cái năm mà đẹp nhất mà Minh Phương cảm thấy cái phong độ mình cao nhất ở nào năm đó. Chỉ tiếc có một điều là đội tuyển quốc gia là bị loại AFF Cup năm 2004 thôi. 7 năm tại gạch Đồng Tâm Long An, bằng tài năng, Minh Phương là nhân tố không thể thiếu của câu lạc bộ. Tiền vệ tài năng và hào hoa cùng các đồng đội như Tài Em, Thanh Bình, Tuấn Phong, Việt Thắng giành 2 chức vô địch V-League, một lần đoạt danh hiệu cúp quốc gia năm 2005 cùng một lần lên ngôi tại siêu cúp quốc gia một năm sau. Cái lửa lúc nào, cái lửa, thầy truyền lửa rất là tốt. Cho nên cái lửa lúc nào cũng muốn thi đấu, muốn thi đấu để đạt được thành công đó. Cho nên tất cả các anh em, kể cả cầu thủ ngoại, anh em rất là đoàn kết, rất là quý, rất là thương yêu nhau. Đặc biệt thì trong gạch Đồng Tâm Long An, nói gì phải nói, thực sự cũng có những cầu thủ họ rất là chất lượng. Giống như có những cầu thủ như anh Minh Phương, tại em, hoặc bị Thắng, nên nó để ông cá tôi ông dễ dàng ông xây dựng hơn. Nhưng rõ ràng cái tầm ảnh hưởng của Minh Phương ở đội bóng, sự trong sân hay trong ngoài thì nó vẫn là có giá trị rất lớn. Thank you for your invitation to talk about Minh Phương. It's always a pleasure to speak about him. Regarding the first question, Minh Phương was a very important player in the success achieved of Đồng Tâm and the national team. While I was the national and the long-term coach. Why? Because he was a player with excellent technique, very good in technical
aspect. He was also a very creative player, and he had an unusual capacity to read the game. He was a key player in many games, and everyone remembered the free kick of Minh Phuong for the head of Le Convin that he scored goal in the last minutes of the game against Thailand in Hanoi. Không chỉ tỏa sáng ở câu lạc bộ, Minh Phương còn ghi dấu ấn ở đội tuyển quốc gia với 13 bàn thắng sau 72 trận. Dù vậy, khoảnh khắc mà người hâm mộ nhớ nhất lại là pha kiến tạo để Công Vinh đánh đầu tung lưới đội tuyển Thái Lan trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2008. Bàn thắng quý giá ở phút bù giờ giúp đội tuyển Việt Nam thời huấn luyện viên Calisto lần đầu vô địch. Đó là chiến công của tập thể. Năm 2010, vượt qua rất nhiều những tài năng khác của bóng đá Việt Nam thời điểm đó, Nguyễn Minh Phương giành danh hiệu cá nhân quả bóng vàng. Xin được mời Trúc Diễm và Huy Khánh sẽ tiến đến để chụp hình với ba gương mặt cầu thủ xuất sắc của chúng ta. For me, Minh Phương was chosen by the teammates to be the captain, not for me, but for his colleagues. Because on the field and off the field, he was a leader and a friend of all of his colleagues. We all recognize in him an unusual quality, both in the sport field and the human field also. Hai năm sau thành tích lịch sử, sự nghiệp của Minh Phương lại thăng tiến. Anh chuyển đến SHB Đà Nẵng theo lời mời của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Anh Lê Huỳnh Đức là người mời mình ra SHB Đà Nẵng. Mình được làm việc với ảnh là phải nói là cái thời trước thì mình cũng đã thích về cái cách mà anh Đức vận hành cho đội bóng. Và với lại khi ảnh mời mình thì mình cảm thấy mình nhận lời ngay. Lúc nghe tin của anh Phương về thì lúc đó mình đang là đội trưởng đội SHB Nẵng, thì thật ra đội lúc đó cũng phấn khởi vì nó đã mời được một người gọi là tiền vệ lúc đó thời điểm đó hay nhất của Oblique lúc đó, thì anh em cũng thấy là cảm thấy hào hứng vui, thêm một người kinh nghiệm trận đấu, kinh nghiệm trận mạc, kinh nghiệm về cách sống, về cách nói chung là toàn diện về bóng đá Việt Nam hiện giờ, lúc đó là tiền vệ Minh Phương. Cái con đường mình đi thì cũng phải nói là cũng may mắn mà cũng là rất là thuận lợi, mặc dù là có những cái mảng tối phía sau, những người chấn thương hoặc là có những cái thất bại, nhưng mà mình nghĩ là ở câu lạc bộ Đà Nẵng mình còn thiếu một cái chức vô địch tứ quốc gia thôi. Và một cái đó là cái khoảnh khắc buồn đối với lại bản thân Minh Phương cũng như là đội bóng. Thì trong đi tập luyện hay là các bạn muốn thì có thời gian cố gắng đi học cái bằng A, B, C đó để sẽ tính toán sau này. Thì em nghĩ là chắc chắn là Phương đã tính toán cái chuyện đó rồi, tính toán thời điểm để giải nghề, để làm một công việc chuyển qua công tác huấn luyện. Nên em nghĩ cái điều đó là hầu như cầu thủ là cũng phải biết và tính theo cái hướng đó để mà theo đi anh Phương, thì em nghĩ anh đã biết trước điều đó và tính toán trước điều đó. Cái đó là điều tốt để cho anh thực hiện cái mơ ước của anh. Với tiềm lực tài chính, SHB Đà Nẵng thời điểm đó quy tụ rất nhiều ngôi sao. Làm đi, đi đi làm đi. Thầy trò huấn luyện viên Lê Đức xuất sắc giành chức vô địch V-League vào năm 2012. Đó cũng là danh hiệu tập thể cuối cùng của tiền vệ người Bình Phước. Bởi kết thúc mùa giải 2015, Minh Phương chia tay sự nghiệp cầu thủ để chuyển sang một con đường mà anh đã chuẩn bị từ nhiều năm. Lần đầu tiên thì
mình muốn là học hỏi nhiều hơn, mình muốn là được trải nghiệm nhiều hơn. Đó, nhưng mà cái trải nghiệm đó nó quá khó khăn. Khi cái năm đầu tiên là mà cùng với lại Xuân làm vấn đề đó, bắt đầu từ cầu thủ chuyển qua huấn luyện nó cũng rất là khó khăn. Tại vì đầu tiên là vấn đề là mình vẫn còn đam mê cho bóng, nhưng mà tại vì mình ngưng mình nghỉ thì nó ngang như thế, thì bây giờ quay trở lại cái công tác huấn luyện thì mình cũng phải học hỏi nhiều. Đầu năm 2016, một thời gian ngắn sau khi giải nghệ, cựu tiền vệ Minh Phương bắt đầu công việc huấn luyện với vai trò giám đốc kỹ thuật tại đội bóng quê hương Bình Phước. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng Minh Phương đã cùng đội nhà trụ hạng thành công. Đến mùa giải 2017, Minh Phương rời Bình Phước để chuyển sang làm huấn luyện viên của Long An. Lần đầu tiên dẫn dắt đội bóng V-League quả thật là trải nghiệm khó quên của chiến lược gia sinh năm 1980. Mình muốn thử thách bản thân mình. Minh Phương cứ nghĩ là Long An thời đó giống như cái thời của Minh Phương, là các em rồi cũng là đoàn kết, cũng gần gũi với nhau của ngày kia. Nhưng mà khi Minh Phương về làm qua một giai đoạn thì nó không được như vậy. Mọi cái trên nó không được trơn tru như lúc mình nghĩ. Về vấn đề cái cơ sở vật chất nó cũng xuống cấp, và cái chế độ nó không có được như cái thời của mình còn thi đấu. Ngồi vào chiếc ghế nóng của câu lạc bộ Long An từ vòng 7 V-League trong bối cảnh lực lượng thiếu hụt vì án kỷ luật, huấn luyện viên Minh Phương không thể giúp đội bóng trụ hạng trong mùa giải đó. Mình cũng có trao đổi với lại Âu Thắng, coi như nếu mà đội bóng mình không có chủ trương mùa bóng tới không có lên hạng thì anh hãy cho em đi để em hỗ trợ NLB Hà Đẳng năm đó. Thì anh Thắng cũng đồng ý, và năm sau thì hội đồng thành viên thì không có chủ trương để lên hạng. Nếu mình có chủ trương lên hạng thì mình cũng sẵn sàng ở lại để cùng với anh em để chúng ta quay đầu lại. Thì thời điểm nó quá khó khăn với Long An, cho nên như vậy anh Cương mới đề nghị anh Thắng là sau Minh Phương đi Hà Đẳng Đắk Nông. Thất bại ở nơi từng là bệ phóng đưa anh lên đỉnh cao của sự nghiệp quần đùi áo số, huấn luyện viên Minh Phương ngược ra miền Trung dẫn dắt đội bóng cũ SHB Đà Nẵng thay người đàn anh Lê Huỳnh Đức. Một trong những dấu ấn anh thay đổi là trao cơ hội cho nhiều nhân tố trẻ. Phải nói là cũng rất là áp lực, nhưng mà được sự động viên của Hồ Hiển về một mục tiêu của đội bóng là chú chỉ bảo là đội bóng chủ hạng là được, đội bóng chủ hạng và các cầu thủ trẻ được thi đấu nhiều hơn, các cầu thủ trẻ được thi đấu nhiều hơn. Thì năm đó thì Đà Nẵng SHB thì họ cũng lấy được rất nhiều cầu thủ trẻ ở BVF về. Thì năm đó có nổi bật nhất là bạn Hà Đức Chinh với bạn Mùa Tiến Dũng. Thì cái khó khăn của Minh Phương người cái năm đầu tiên đó thì nó rất là khó, là tại vì sao? Khi Minh Phương về đó, hơn nửa đội đã hết hợp đồng. Cái rất khó là như thế. Có những cầu thủ là mình không tái ký, có những cầu thủ mình tái ký. Thì nó như thế nào? Thì lúc đó thì mình đã xây dựng đội lại. Trong cái khoảng thời gian mà trước đây em may mắn em được thi đấu cùng với anh Phương, và sau này anh về làm công tác huấn luyện ở SHB Đà Nẵng năm 2018. Thì thực sự mà khi mà anh về chuyển về làm công tác huấn luyện thì anh truyền đạt và trao đổi lại rất nhiều cái phẩm chất và tư duy của một người huấn luyện, truyền đạt cho cầu thủ từ suy nghĩ đến công việc chuyên môn. Anh cho bọn em chơi kiểm soát bóng rất là nhiều, và anh muốn trừ thủ môn là hầu như tất cả các vị còn lại là cũng phải là đa năng. Ví dụ như về cái vấn đề tấn công thì anh cũng yêu cầu tất cả mọi người đều phải biết ghi bàn, chứ không phải là riêng gì tiền đạo hoặc là tiền vệ ghi bàn. Đáng tiếc là chỉ sau một mùa dài, nhà cầm quân này lại phải rời đội bóng sông Hàn.
chia tay SHB Đà Nẵng, những tháng ngày lận đận với nghiệp huấn luyện của Minh Phương chưa dừng lại. Mãi đến cuối năm 2021, cái tên Nguyễn Minh Phương mới thực sự có cơ hội gắn bó lâu dài với một đội bóng chuyên nghiệp. Đó là khi chiến lược gia người Bình Phước thay người tiền nhiệm Trần Minh Chiến dẫn dắt đội hạng nhất Bà Rịa Vũng Tàu với bản hợp đồng kéo dài 2 năm. Phải nói là cái môi trường ở đây rất là tốt, cái môi trường làm việc về cơ sở vật chất cũng như là ban lãnh đạo có thể có những thời điểm nó khó khăn nhưng mà tất cả các anh em cũng cùng đồng lòng cũng vượt qua. Với kinh nghiệm là trước đây là cầu thủ đã từng ở đội tuyển quốc gia và cũng như là làm rất là nhiều câu lạc bộ chuyên nghiệp trong nước như Gạch Đồng Tâm Long An, SHB Đà Nẵng và Bình Phước, thì anh cũng có một cái kinh nghiệm với vai trò là người quản lý ở đội bóng, xây dựng một đội bóng luôn luôn mang tính đoàn kết, luôn luôn mang tính tập thể. Ngay trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Ó Biển, huấn luyện viên Minh Phương cùng các học trò giành vị trí thứ tư chung cuộc giải nhất quốc gia năm 2022. Tuy nhiên bước sang mùa giải mới, đội bóng đã có nhiều thay đổi về mặt nhân sự. Hàng loạt trụ cột đã ra đi và thay thế là những cầu thủ trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 21. Đối với tôi thì cảm nhận thầy Nguyễn Minh Phương là rất là khắc khe, nghiêm khắc trong những cái mà nhỏ nhặt trong sân bóng. Nhưng bên trong mình cảm nhận được cái điều đó là cái điều để tốt cho mình, chứ không phải là khắc khe để cho mình gì đó để mình cảm thấy là không tốt. Anh muốn các cầu thủ được mạnh mẽ hơn, được gò mình vào trong những bài tập để cho các bạn trẻ có thể phát huy hết những khả năng trong chuyên môn. Còn ngoài đời, cuộc sống ngoài đời thì anh được cuộc sống của anh rất tình cảm, rất gần gũi và chia sẻ những kinh nghiệm cũng như là lối sống của anh em trong ngoài sân cỏ. Dẫn dắt những cầu thủ còn rất trẻ có thể xem là khó khăn lớn dành cho huấn luyện viên Minh Phương. Dù vậy, kinh nghiệm 17 năm thi đấu cũng như từng làm việc ở nhiều đội bóng đã giúp anh từng bước vượt qua những thử thách. Đó là cái nghề của mình. Tại vì có cầu thủ yêu, có cầu thủ ghét, có cầu thủ không yêu, có cầu thủ không thương. Đó là chuyện bình thường. Mình đã trải qua được cái nghề và cũng đã được chưa rèn trong một cái môi trường bóng đá chuyên nghiệp, cũng như đã từng học qua được những huấn luyện viên. Nhưng mà quan trọng là mình làm được gì cho các em. Tại vì mình không từ bỏ cho các em nào hết. Tại vì cái nghề của mình là mình phải yêu quý. Nếu mà các bạn không yêu quý là các bạn tự đào thải mình thôi. Với sự nhiệt huyết cùng ủng hộ của các cổ động viên, đội bóng có biệt danh là Ó Biển cùng với huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương thi đấu ngày càng thăng hoa hơn ở từng trận đấu. Với tư cách là hội cổ động viên thì chúng tôi muốn gửi đến anh Nguyễn Minh Phương luôn cố gắng trong từng trận và có nhiều bài đa dạng hơn và
cứ tiếp tục gắn kết các bạn nhỏ, hun đúc tinh thần các bạn nhỏ như vậy thì mọi thứ nó sẽ tốt hơn, và luôn hội cổ động viên sẽ luôn đứng đằng sau và ủng hộ huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương cũng như là các cầu thủ và câu lạc bộ. Trong cầu thủ thì mình cũng có rất là nhiều danh hiệu, cũng có rất là nhiều người bạn, cũng có rất là nhiều người đồng nghiệp, người anh, người chú, người thầy, cũng có rất là nhiều quý mến, thương, những danh hiệu cá nhân cũng như những danh hiệu tập thể. Có lẽ giống như mọi người nói đúng là Minh Phương còn thiếu một cái danh hiệu ở môi trường huấn luyện viên. Thì nếu mà có thành tích được thì chúng ta làm, còn nếu chúng ta cũng phải học hỏi để chúng ta tiến bộ từng ngày. I wish the best to you, both in the personal, in the professional and the family field. Be very happy because he deserves it. He is a man of great human quality. Minh Phương was a great player, glory of the Vietnam football, an example for all players, and deserve to be remembered forever and ever. He can always count on my friendship. Thank you, Minh Phương.